Kiên Giang, một viên ngọc tỏa sáng giữa trời Nam Tổ quốc, với vẻ đẹp trời phú, đang xen giữa những bãi biển xanh mênh mông, ôm lấy những ngọn núi chập trùng. Kiên Giang luôn ẩn chứa tiềm năng du lịch với những thắng cảnh lừng danh như Đông Hồ Ấn Nguyệt, Thạch Động Thôn Dân, Mũi Nai, Núi Đá Dựng. Hành trình về với vùng đất này hôm nay để xem chúng ta sẽ cùng khám phá vẻ đẹp độc đáo gì của Kiên Giang đây. Wow, không khí thật là trong lành, mát mẻ. Về miền Tây là tận hưởng không khí như thế này nó mới đã nè. Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Khám phá miền Tây, một phiên bản hoàn toàn mới. Trong chương trình này thì người dẫn chương trình và nhân vật trải nghiệm sẽ đeo khăn rằn nè, khoác ba lô lên và đi nè, lăn xả trải nghiệm ở khắp miền Tây luôn. Nhưng mà hôm nay mình tới với Hà Tiên nè. Thì chắc là anh Dương đã đi Hà Tiên nhiều lần rồi đúng không anh? Nhiều chứ, trời ơi, anh đi diễn, đi hát ở đây nhiều. Mà anh có chắc chắn là anh đã đi hết Hà Tiên chưa? Hết, thiệt mà. Vậy thì hôm nay em sẽ dẫn anh Dương đi Hạ Long. Giỡn quá, giỡn rồi. Giỡn cũng vui nha, giỡn cũng vui nha. Hạ Long đâu đây? Mình đi tàu là ra tới được chỗ đó luôn. Giỡn nữa. Mình đi tàu mà ra tới Hạ Long á là chắc gần tuần á, gần tuần lễ mới tới nha. Anh không tin đúng không? Không. Vậy thì ngay bây giờ mời quý khán giả cùng với anh Đông Dương hãy cùng Khánh Linh khám phá một địa danh được mệnh danh là Tiểu Hạ Long Phương Nam. Thiệt hả? Wow. Quần đảo Bà Lụa thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nằm trên vùng biển với diện tích khoảng 70 km, bao gồm trên 40 đảo lớn nhỏ và nhiều hòn nằm rải rác. Những năm gần đây, nhờ vào vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo mà quần đảo Bà Lụa được nhiều du khách yêu thích phong tặng danh hiệu Tiểu Hạ Long Thu Nhỏ của phương Nam. Từ trên cao, khung cảnh Hạ Long phương Nam đẹp như một bức tranh thủy mặc, với những hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa làn nước biển trong xanh. Hiện nay có khoảng 10 hòn đảo thuộc quần đảo Bà Lụa có cư dân sinh sống, như ba hòn Đầm, hòn Bờ Đập. Và một điều lý thú là hầu hết tên gọi của các hòn đảo đều được người dân bản địa đặt theo hình dạng đảo, cùng nhiều truyền thuyết, giai thoại mang đậm màu sắc dân gian. Ví như tên gọi Ba Hòn Đầm được xuất phát từ truyền thuyết cho rằng ngày xưa khi đặt chân đến nơi đây, người ta nhận thấy có ba hòn đảo được xếp thành hình tam giác, tạo nên liên tưởng về hình dáng của một cái đầm nước giữa biển cả mênh mông. Chính vì vậy, chữ đầm được thêm vào giữa tên của ba hòn. Hòn Đầm Nước, Hòn Đầm Dương, Hòn Đầm Giếng, gọi chung là Ba Hòn Đầm. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất khi đến với quần đảo Bà Lụa. Để di chuyển sang ba hòn đầm và một số hòn lân cận như hòn Bờ Đập, hòn Đá Lửa, chúng ta có thể thuê tàu cá của người dân địa phương, vừa được thoải mái thưởng ngoạn phong cảnh, vừa có thể dừng lại khám phá vẻ đẹp độc đáo của các hòn bất cứ lúc nào, như MC và nhân vật trải nghiệm của chúng tôi hôm nay. Có cảm giác như là mình đang được đi cái vịnh Hạ Long thu nhỏ đúng không? Anh ơi, mình cho cái xụ mình vô gần chút xíu để tụi em coi cái ngách nha. Có cái hốc núi. Tụi em muốn chạm vô nó được không? anh có hồi mình kiếm cái đường nào mà mình leo lên đó mình chơi chút được không? Như một bức tranh. Đây này, anh đụng được rồi, anh đụng được rồi. Anh chạm được rồi. Anh chạm được rồi nè, anh chạm được lửa rồi, anh chạm được ngọn lửa rồi. Đó. Ồ, cái này mình đu lên được luôn nè. Lên. Anh đu lên nha. Anh làm tạc răng, anh đu lên nha. Ở phía sau còn nhiều hòn đẹp quá kìa, hay là mình qua bên đó hay anh Dương?
Cát Hòn thuộc vùng biển Kiên Lương, được hình thành bởi quần thể núi đá dôi kết hợp cùng hệ thống hang động phong phú đầy vẻ huyền bí. Đặc biệt, chúng tôi còn phát hiện sự có mặt của những chú còng cọc và khỉ trú ngụ tại các hòn. Điều đó cho thấy hệ sinh thái tại đây vẫn giữ được sự phong phú và đa dạng, rất thích hợp cho những ai yêu thích khám phá, chinh phục vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ. Năng anh hết rồi, anh chỉ có thể đưa em vô tới đây thôi. Còn lên trên đây bỏ đi nha. Không, nhưng mà thật ra là được đi ra đây nè, rồi được trèo lên cái mỏm đá như vậy là em đã thấy rất là hài lòng rồi. Thì đó, năm nay là coi như ba mấy năm mà anh mới được lần đầu tiên anh biết tới nơi này đó, mới được vợ chạm chân nè, thấy không, chạm chân chỗ đã nè, đó đó. Mình được đi ra đây nè, rồi mình được leo lên mỏm núi như vậy, nghĩ là đã khá là hài lòng rồi đúng không anh? Chưa có hài lòng đâu. Trời ơi, trang bị sớm giờ. Đó, chuẩn bị. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần chạm chân. Tìm hiểu thông tin từ ngư dân đồng hành cùng chuyến hành trình, chúng tôi được biết, nếu muốn khám phá hết tất cả các hòn thuộc Hạ Long phương Nam này, phải mất thời gian khoảng tầm 1 tháng rưỡi. Tuy nhiên, mặc dù không nhất thiết phải đi hết tất cả các hòn, chỉ riêng cái cảm giác ngồi trên tàu, nhìn ngắm phong cảnh thiên nhiên, vừa mộc mạc, dung dị, được tạo nên bởi bàn tay của tạo hóa, và hít thở bầu không khí trong lành với những ngọn gió biển mát rượi, cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy say đắm và xứng đáng cho một hành trình khám phá vẻ đẹp muôn màu của miền Tây. Sau một hành trình khám phá Hạ Long phương Nam thì Khánh Linh và Đông Dương thấy rất là say luôn, là vừa say sóng, là tại vì hai anh em đi từ hơi sớm, mà hôm qua thì thời tiết không được tốt nên là sóng rất là lớn, mà say nhiều hơn đó là say cảnh vật, tại vì cảnh vật ở đây quá là đẹp luôn, mà hai anh em cũng không ngờ là được khám phá những cái vẻ đẹp rất là nên thơ của vịnh Hạ Long phương Nam như vậy, đúng không anh? Phải nói là đi rồi mới biết. Cái số Đông Dương sao á, được đi diễn rồi cùng với anh em nghệ sĩ đi quay đây đó, nhưng mà khi mình đi làm việc vậy mình không có sâu sắc từng cái vùng miền, mình không có sâu sắc từng cái chi tiết là ở trong đó nó có cái gì, mình nghiên cứu sao. Bây giờ mình có thời gian cùng đồng hành với chương trình đó, mình phải đi tới rồi mình mới trải nghiệm, rồi đích thân mình bước chân tới đó, rồi mình nghe những cái thông tin, những cái thông điệp mà bà con người ta chia sẻ về cái nơi này, những cái điều bí ẩn này nó làm sao, nó xuất xứ làm sao, hay lắm quý vị, thú vị lắm quý vị, tại vì mình đi rồi mới biết đó. Cho nên quý vị mở tivi lên để em ủng hộ chương trình khám phá miền Tây, nhớ đều đừng có chuyển kênh nha, không theo chân tụi em đó, bỏ chút thời gian theo chân thì quý vị sẽ biết hấp dẫn dữ lắm luôn. Hành trình khám phá miền Tây hôm nay thì sẽ tạm khép lại ở đây, nhưng mà quý khán giả ơi, hãy đón xem tiếp tập sau với hành trình của Khánh Linh và anh Đông Dương, hứa hẹn là đảm bảo là sẽ rất là thú vị.